Xin mến chào tất cả quý anh chị ở trong diễn đàn Tổ quốc trên hết, ở bên diễn đàn Phao Thoát. Và xin mến chào tất cả quý anh chị đang nằm ở trong những nhóm ở bên Facebook đang là lắng nghe. Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay tôi xin mời quý vị vào đây để nghe những anh chị ở trong này chia sẻ qua nhiều cái đề tài. Hồi nãy thì các anh chị đã nghe anh Lần Ranh Quốc Cộng nói về những cái hoạt động của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những hành quân vân vân và vân vân. Và kế tiếp theo đó thì tôi đi theo tiếp về vấn đề mà hiện tại mà chúng ta đang lưu tâm tới, đó là những cái việc xã hội và chính trị có liên quan đến Việt Nam. Để tiếp lời anh Lần Ranh Quốc Cộng thì có một cái vấn đề tôi xin đi dạo ở ngoài một chút xíu, là đó là vấn đề của Israel. Sau khi cái quyết định của ông Donald Trump, tổng thống Hoa Kỳ, quyết định dời cái tòa đại sứ Hoa Kỳ đi về Jerusalem, một cái hành động dời thì giống như không phải giống như chúng ta dọn nhà dọn cửa, muốn dọn đi đâu thì dọn thì nó dễ quá đi. Nhưng mà giữa một quốc gia với một quốc gia thì dọn cái tòa đại sứ đi, đó là một cái hình thức để cho biết rằng nơi đó, đất đó là của quốc gia đó, thành ra chúng tôi đang có sự ngoại giao với quốc gia đó, nên chúng tôi mới rằng là lập cái tòa đại sứ để mà về vấn đề ngoại giao. Và sự việc của đổi cái tòa đại sứ từ Tel Aviv cho tới Jerusalem đã khiến nhiều bất trắc xảy ra, mà trong đó cái bất trắc xảy ra lớn nhất là của người Palestine. Người Palestine đã từ biên giới ra đã không bằng lòng và có những cuộc biểu tình rất là đẫm máu. Chắc quý vị theo dõi tin tức quý vị biết con số người chết thì nó 50 mấy người, nhưng mà người số bị thương là 2,000 mấy trăm người, làm cho không phải ít đâu. Có thể rằng cái con số này nó đã làm cho cái thế giới tự do, và luôn cả nói tập thể của thế giới gọi là Liên Hợp Quốc đó, người ta cũng chú tâm rất là nhiều và kêu gọi ngưng bắn, kêu gọi đủ mọi cách để mà dàn xếp mọi việc để giảm bớt đi cái thiệt hại nhân mạng. Nhưng mà cái việc này thì nói cho đúng ra, nếu mà quay trở về quá khứ thì không biết rằng cái vấn đề mà của Palestine và Do Thái nó đã có từ mấy ngàn năm rồi quý vị. Nếu anh chị em biết, anh chị em nào Công giáo trong này thì cũng biết rồi. Anh chị em nào Công giáo trong này thì phải biết rằng đất nước Do Thái và bộ dân Palestine nó đã có từ mấy ngàn năm nay, mà khi mà những cái công cuộc giành đất này rồi, nó có từ ở trong cựu ước rồi, chứ không phải là mới ở xảy ra đây mà một hai tháng. Từ đây có người chỉ nói là xảy ra năm 1948 giờ không phải, nhưng mà nó có từ mấy ngàn năm nó về vấn đề tôn giáo, thành ra nó đã kéo dài tới bây giờ mà chưa có ai có thể giải quyết được. Vì giải quyết ngày hôm nay sự ôn hòa được ổn định và một đôi tháng rồi nó cũng trở lại. Quý vị theo địa hình Jerusalem thì Jerusalem nó có ba cái tôn giáo, nó đang ba cái tộc của tôn giáo đang ở tại sinh hoạt ở tại Jerusalem, đó là Do Thái giáo, người Công giáo và cái người Hồi giáo, nó ba cái tôn giáo đó. Mà nhìn đi nhìn lại ba tôn giáo đó, là thưa các anh chị, nếu anh chị nào mà tìm hiểu về tôn giáo thì biết ba tôn giáo đó là cùng chung một ông tổ Abraham mà ra. Nhưng vì cái việc mà chia đất, chia này chia nọ nó không được thuận thảo từ lúc đầu, thành ra nó đã xảy ra cái việc mà đánh nhau cho tới ngày hôm nay. Cái việc đó thì sơ mình không có cần đi chi tiết lắm, nhưng mà nói về cái việc mà giành đất thì tôi nghĩ rằng không biết bao nhiêu năm nay mà Liên Hiệp Quốc cũng can thiệp, biết bao nhiêu
đời Tổng thống Hoa Kỳ này đã can thiệp hay là bao nhiêu những cái thủ lãnh, lãnh đạo của những cái nước quốc gia khác để đã lập ra những cái hội nghị để hai bên hòa giải với nhau mà cũng không có được. Và vấn đề tôn giáo nó nặng thế vậy, ai cũng nói là cái đó là cái phần đất của mình, cái đó thuộc về tôn giáo của mình, phần đất của mình. Mà nếu mà nhìn cho kỹ thì ba tôn giáo đều chọn nơi đó làm thánh địa. Chắc các anh chị biết rõ rồi phải không? Ba tôn giáo đó đều chọn Jerusalem là nơi thánh địa. Thành ra không có một người nào mà nói rằng cái đó là của mình mà cái đó không phải của người khác, vì cái đó là ba người là một tổ. Mà khi một tổ ra thì không có thể nào mà nói rằng là cái này của riêng tôi. Vì cho nên cái cuộc chiến mấy bữa này thì nó tạm ngưng, người ta không có nói nữa, báo chí thế giới không có nói nữa, mà tôi nghĩ rằng, cá nhân tôi nghĩ rằng cái việc giải quyết này nó không có dễ đâu. Và nó đang âm thầm một cái việc dự tính nào đó mình không có biết, nhưng mà cái việc này nó sẽ làm xáo trộn về cái tình hình ở Trung Đông rất là nhiều qua cái sự việc Jerusalem này. Thì cái chuyện đó thì tôi đi đại khái đi vào một chút xíu chi tiết để bổ túc với anh là anh Vua Cộng về cái vấn đề đó. Việc thứ hai, tôi nghĩ rằng các anh chị ở đây không biết những người tôn giáo đang hiện diện ở trong này không biết có biết cái nguồn tin ở tại Huế, Thừa Thiên Huế đó, cái dòng Benedicto là dòng tiếng Việt Nam chuyện gì đây tự nhiên tôi quên rồi, dòng Benedicto là dòng Thiên Ân đó, đang viện Thiên Ân đó quý vị, có các sư huynh. Không biết quý vị ở đây có nghe tới cái danh từ đang viện Thiên Ân chưa? Đang viện Thiên Ân là sự bình an từ trên trời đất đưa xuống đó. Cái này được đặt tên là đang viện Thiên Ân. Cái này đang viện này hình như có lâu lắm rồi, khoảng năm 1950 thì phải. 50 hay là 1945 gì đó, khoảng nó có trên một cái ngọn đồi. Và xung quanh ngọn đồi đó là những cái rừng thông. Và cái bọn Việt Cộng và cái đảng Cộng sản Việt Nam ở tại mà Thừa Thiên Huế rồi này là nó muốn lấy cái đồi này. Nó muốn lấy cái đồi này. Mà nó tranh giành đâu mấy năm rồi nó là không có được. Nó cứ cụ kỳ, cụ cưa hoài. Nó làm cũng vẫn chưa có được. Rốt cuộc cái tuần vừa qua tuần trước này nè, quý vị có biết không, khoảng 100 mẫu mà đất mà trồng rừng thông đó, tụi nó đã nhẫn tâm mà đốt hết tất cả rừng thông quý vị, để nó khiến tất cả những tu sĩ thuộc dòng Thiên Ân này phải đi ra và để cho nó chiếm cây nhà thờ. Quý vị thấy thành ra qua sự việc này đó, khi mà dòng Thiên Ân bây giờ thì tôi không biết là kết quả nó đi như thế nào, nhưng mà chưa tin tức thì chưa thể nói gì hết, nhưng chỉ cho biết chụp hình những video cho biết rồi, và đặt câu hỏi ai đã đốt dòng những rừng thông này, ai đã đốt cái này, chỉ có đảng Cộng sản thôi, dễ trả lời quá mà, chỉ có đảng Cộng sản nó mới làm cái này thôi. Hỏi ai đã đốt, quả đốt sạch rồi. Rồi nó còn làm bộ, nó dựng những cái cảnh mà vô tình, không có cái gì mấy người chữa lửa, không có. Và người dân phải tự dập tắt, mà quý vị nên biết rừng thông mà nó cháy mà đâu phải là mà dùng cái chổi chà mà dập tắt đâu. Hay là một gáo nước mà thổi tắt được cái rừng thông đâu. Rừng thông mà khi nó đã khô rồi, cái nắng nóng ở tại miền Trung đó là nó bắt lửa dữ lắm, và nó đã đi tới một cái kết quả không ai ngờ là. Cho nên sau khi mà rừng thông cháy rồi đó, bây giờ tụi nó vô nó lấy cái đất, chứ không phải nó cưỡng, nó lấy cái đất của người ta, của cái dòng Thiên Ân này.
Nhưng mà nó ác thay, dòng thiên ân này đã bị những cái tình trạng như vậy. Đây là tôi muốn nhắc cho các anh chị để ý một chút về cái vấn đề sự việc ở trong đất nước. Dòng thiên ân đã bị như vậy. Trước đó thì nhà thờ ở Thủ Thiêm, trước đó nhà thờ gì ở dòng tu nữ viện, dòng tu nữ ở ngoài Hà Nội gì phải, dòng Saint Paul gì đó ở ngoài Hà Nội. Sau đó thì kế tiếp là những cái mà nhà chùa vân vân và vân vân, mà không có một cái tiếng nào của những người mà lên tiếng để bảo vệ vấn đề này. Tôi nói về trong nước nha, tôi không có nói về ngoài nước, tại vì cái chuyện này mình không có nói chuyện ngoài nước. Ở trong nước thì tôi thấy bây giờ người Công giáo nó cũng đông chứ. Người Công giáo dù sao đi nữa cũng hơn 20 triệu. Hơn 30% là người dân ở trong nước, là 30% là Công giáo. Còn bao nhiêu là Cao Đài nè, Phật giáo Hòa Hảo nè, Phật giáo nè, vân 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 vân, thì chiếm ở trong đó 70% rồi. Thì quý vị đã thấy bây giờ tôn giáo như vậy, nên tôi chỉ nói cho quý vị, để cho quý vị nhìn thấy rằng cái tôn giáo bây giờ ở trong cái đất nước mà Việt Nam ngày hôm nay nó đã bị chia rẽ với nhau. Mạnh người nào người đó lo bảo vệ cái phần của mình, và bảo vệ đây là cái chữ bảo vệ thì nói cái chữ bảo vệ nói cho nó quay, nhưng mà thật ra bảo vệ đây là chịu phục tùng dưới cái đảng cộng sản, hay là đóng mặt mở mặt nói là có chính sách quốc dân, phải làm theo đảng, phải làm theo chỉ thị của ban tư tưởng gì lung tung lang thang đó. Bây giờ quý vị đã thấy rồi, tất cả những cái gì đó rồi không, quý vị không có thể nào mà tưởng tượng được những cái sự mà về vấn đề tôn giáo, mà có những sự mà mình coi mình là cái người phàm phu tục tử, mà mình nhìn thấy bây giờ những cái vấn đề tôn giáo sao nó kỳ khôi quá. Nó không giống như những cái mà cổ truyền. Tôn giáo bây giờ là làm những cái trò giống như là chỉ mà làm khiến cho người dân u mê, và họ chỉ làm để mà tạo ra tiền. Những cái tôn giáo gì mà chấp nhận với Việt Cộng thì Việt Cộng nó cho cất chùa thiệt bự để cái thùng cái gì đó, là hay là tạo những cái này nọ vân 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 vân, nó cho làm hết với những cái đó. Nhưng mà tụi nó cái mục đích đó, nó cho như vậy đó, đúng rồi, nó cho như vậy, nó dùng cái tôn giáo để nó ru ngủ những cái người dân, nó ru ngủ người dân. Bởi vậy không phải riêng gì ở đây đâu, ở trong nước đâu, ở trong nước nó ru ngủ rất là nhiều thiện nam tín nữ, nó ru ngủ rất nhiều những con chiên ngoan đạo này nọ, đến nỗi mà cái đó sự đó nó ảnh hưởng ra tới ở ngoài nữa, vì tụi nó đưa ra tới ở hải ngoại này. Đây là tôi nói có bằng chứng đàng hoàng nha. Quý vị có thấy có những người mà ở hải ngoại nè, hiện nay nè, họ đi chùa hoặc là họ đi nhà thờ đó, khi mà quý vị nói về tình hình chính trị trong đất nước đó, họ không bằng lòng. Và họ nói rằng cái chuyện chính trị họ không màng tới, họ chỉ biết về cái tâm linh thôi. Họ biết đi nhà thờ, họ biết đi chùa để lạy Phật này nọ thôi. Còn vấn đề khác họ không cần biết. Họ quên rằng trước khi họ là Phật tử, trước khi họ là người Công giáo, trước khi là người Phật giáo Hòa Hảo, họ là người gì? Và thưa đó là người Việt Nam. Mà người Việt Nam không nhìn lại cái gốc của mình, để ngày hôm nay đảng Cộng sản nó đưa người Việt Nam vào một cái ngõ mà đi theo cái bọn Tàu. Cái đó là tôi muốn nhắc nhở cho quý vị biết. Cái chính sách mà của cái thằng đảng Cộng sản Việt Nam nó làm cho người ta phải u mê. Nó khiến cho người ta, bởi vậy trong đất nước quý vị đừng có anh chị em nào á, thì quý vị anh chị em nào có Facebook thì sẽ biết. Bây giờ nó có nhiều tôn giáo ngộ lắm. Mình không biết từ cha sanh mẹ đẻ tôi tới bây giờ gần chết rồi mà
tôi thấy có nhiều tôn giáo tôi hết hồn luôn. Nhiều cái sự giảng giải của những cái tôn giáo mà nó làm cho tôi tưởng tượng rằng chắc là đang sống ở trên một cái hành tinh nào đâu, chứ không phải là của ở trên trái đất này. Thì quý vị nên biết, những cái người khi đã u mê rồi đó, chúng ta đừng có đặt hỏi. Bởi vậy nhiều khi có nhiều người nói, ủa tại sao mà nó đốt cái rừng thông của cái đan viện Thiên An, nó cướp chùa, nó cướp tu viện của nhà thờ Thủ Thiêm, nó cướp cái này, nó cướp cái kia, nó cướp chùa này nọ. Và tại sao người Phật tử không có nhúng nhích, người Công giáo cũng không có nhúng nhích? Nhiều người đó nói với tôi, nó có nhúng nhích á. Tôi nói trời ơi, ông có 10 ngón tay, 10 ngón chân, mà ông lấy ngón út ra ông nhúng nhích thì 19 ngón kia để làm cái gì? 19 ngón kia, ngón út để làm cái gì? Bởi vì cái sự mà tôi cũng chả hiểu nữa. Họ nói họ có nhúng nhích á. Họ có nhúng nhích trong khi những người khác thì đi đàn áp. Rồi những người khác thì cứ ngồi đó mà quỳ lại những cái kẻ mà nó đưa dẫn vào cái con đường u mê tầm tối. Mình bởi vậy hồi xưa ông bà mình có nói là mình phải tin đạo thôi, chứ đâu là đi tin người mà giảng đạo đâu. Bây giờ cái lối của mấy thằng Việt Cộng bây giờ nó tạo ra những cái cảnh, những cái đạo giả, những cái đạo này đạo nọ, để cho rồi nó nói rằng đây là cái đạo tà ma ngoại đạo rồi để nó diệt. Nhưng mà đây á, nó lập ra một cái bóng để rồi nó tưởng tới cái hình rồi nó diệt mấy cái kia, nó nói là tà đạo. Chứ tà đạo đây á, là của bọn Việt Cộng. Tà đạo đây là những cái tôn giáo nào mà đưa cái bọn Việt Cộng, đưa cái tên già Hồ Chí Minh đi vô ở trong những cái nơi mà thờ kính những cái bậc mà đáng kính, đưa vô chùa, đưa này đưa nọ vô. Những cái này là cái hình thức của Việt Cộng không à, hình thức của Việt Cộng. Rồi bây giờ tôi quay trở lại cái vấn đề, nếu bây giờ chúng ta đặt thử nghĩ một cái vấn đề, một cái đất nước đó, thưa các anh chị, một đất nước mà không có tôn giáo, không có đạo đức đó, thì đất nước đó nó sẽ đi vào con đường diệt vong. Con người mình sống là phải có đạo đức. Con người sống không có đạo đức là chẳng hạn là nó sẽ đi đến cái chỗ diệt vong lúc nào mà mình không biết. Vì con người có đạo đức, chính đạo đức là cái thắng, giống như xe đạp mà phải có thắng vậy đó, là một cái thắng để cho cái con người, cái lòng tham con người, cái lòng sân, lòng si nó phải giảm đi bớt khi mà có cái thắng đó. Đi xe đạp mà không thắng là lủi xuống sông là đi luôn là làm sao. Bởi vậy mấy thằng Việt Cộng, mấy cái tên mà bưng mô, những cái tên mà cố tình tuyên truyền cho cái đảng Cộng sản này đó, nó đã làm những cái công việc mà nó tiếp tục nói theo đạo Công giáo thì tiếp tục làm cho ma quỷ. Những hành động đó là những cái tà đạo, thưa quý vị. Cái đó là con đường ma đạo chứ không phải con đường chánh đạo đâu. Vì những cái kẻ này đó, họ chỉ ham danh háo lợi thôi. Ăn cho sung cho sướng, không cần đụng tới móng tay móng chân có kẻ khác hầu người hạ. Không biết anh chị ở trong này có ai mà có Facebook á, tôi có để cho mấy cái hình, mấy cái video đau thương lắm. Có mấy không ở ngoài đấy nè, chứ không cần ở trong nước nữa. Ngồi ăn mấy ông ngồi ăn ở đằng sau thì chú tiểu đứng lắm cái quạt quạt. Ở thời buổi năm 2000 năm thế kỷ 21 rồi, đâu phải mà cái kiểu mà bắt chú tiểu đứng đó mà quạt thấy mồ mà đổ mồ hôi trời nóng, mấy thầy ngồi rồi mà hút lũng đâu. Làm cái kiểu đó mà như vậy mà tôi không biết là rồi tôi để lên rồi bà có rất nhiều người họ chia sẻ. Mình chờ anh cùng rừng à, sao lại không thấy? Ơi sao lại không thấy? Thấy chứ. Thì quý vị cũng biết rồi đó, qua những cái sự việc đó thì cái đảng Cộng sản nó từ từ nó đưa vào. Và cái đảng Cộng sản mà nó hoành càng hoành hành chừng nào đó, thì thưa quý vị, nó được sự tiếp tay của thằng Trung Cộng.
nó được tiếp tay của cái thằng Trung Cộng này chứ không phải tự nhiên đâu. Chính là nó tiếp tay với thằng Trung Cộng để nó làm hại đất nước. Bây giờ đưa ra cái ví dụ nào, không biết anh chị em đây đọc tin tức có nghe cái ví dụ mà bây giờ mấy cái thương lái bây giờ nó đi mua rễ tiêu không? Cái rễ tiêu quý vị có nghe cái vụ đó không? Cái vụ mà bây giờ thương lái ở Việt Nam nó đi mua rễ tiêu. Mà tôi hỏi quý vị, giống như con trâu thì nó mua cái gì, giò trâu hay là đuôi trâu? Còn tiêu thì bây giờ nó mua cái rễ. Thì bây giờ tôi hỏi nó, cái trồng bao nhiêu năm mới có được cái hột tiêu mà bây giờ nó mua rễ tiêu thì đào cái tiêu đó lên thì lấy cái rễ ra thì bà trồng bao nhiêu năm nữa? Quý vị, nó muốn thiệt hạ, nó muốn thiệt hạ thì nó sẽ xảy ra như thế. Vì cho nên người ở trong nước bị cái bọn mà thương lái này, bọn thương lái này là bọn Việt Cộng không à, nó làm tay sai mà nó đưa ra những cái trò này, nó khiến cho người dân mua mắt những cái rễ tiêu. Mà khi mà lấy rễ tiêu ra rồi thì còn gì đâu nữa, cái cây tiêu phải trồng lại 5-10 năm nữa mới quả may, mới có trái tiêu trở lại và có rễ mới trở lại nữa. Nhưng mà nó thâm độc tới cái mức như vậy đó. Tôi không nhớ, không biết là cái thời gian nào đó, không biết ba cái thằng Việt Cộng nó hùa với cái mấy cái thằng thương lái Tàu, nó nói đi mua rễ gì ở bên Việt Nam mà người ta củ mì hay là cái gì đó tôi quên rồi, khoai mì nó không mua, nó mua rễ không à, làm người ta đi vô đào rễ hết rồi. Người trời ơi, người dân mà bây giờ nhà tôi không có, tôi đi qua bên ông cọc rừng á, tôi đào rễ của ổng, tôi lấy đi tôi bán à. Thì quý vị thấy tự nhiên nó vô hình chung nó gieo một cái phương thức là tự động mà phá, tự động mà đào rễ nhau, thì cái mức thu lợi về cái khoai mì đâu còn nữa. Khi mà nó lấy rễ lên hết thì khoai mì vậy đó. Cái này là một mục tiêu của cái thằng Tàu, nó muốn diệt cái nền kinh tế của Việt Nam và để cho người nước Việt Nam phải bị lệ thuộc, nô lệ trong nó. Rồi sau này muốn ăn củ mì thì phải đi qua bên Tàu mua ăn khoai mì hay là cái gì này nọ vân 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 vân, đến nỗi tiêu cũng vậy. Thì từ cái này cho tới cái kia nó dẫn tới như vậy. Nhưng mà nó khổ cái này nè. Nếu mà người dân được có một cái sự dân trí mà hiểu được cái quê hương đất nước thì họ còn có. Nhưng mà những cái kẻ tiếp tay này á, nói ra thì đau lòng, tôi cũng là dân miền Nam nè. Bây giờ quý vị nên biết, bây giờ đại đa số là người ở miền Nam lại ủng hộ mấy cái thằng Việt Cộng. Tôi biết là thắc cười, Việt Cộng thì nó ngoài ngoảy nó vô à, còn mấy người ở trong miền Nam này lại đi lại là đi theo ủng hộ tụi nó, rồi rốt cuộc anh ấy cũng tụi nó cũng chỉ làm danh lợi thôi chứ không có cái gì hết á. Làm cái này tôi mới sực nhớ ra cái vụ mà Mặt trận Giải phóng miền Nam. Quý vị thử coi, người miền Nam lúa là đầy đồng, gạo ăn không hết, rồi cá mắm thì thôi không có cái nào mà ấy được, đầy hết á. Mà bây giờ đó quý vị coi bây giờ nó làm sao mà bây giờ dân mình, dân miền Nam á, hồi nào kêu bằng đâu có cái vụ đó, mà bây giờ nó khiến cho người dân miền Nam bây giờ bỏ thuốc nuôi con cá bằng ngón tay, giờ nó bỏ thuốc sao con cá bằng cái mắt chân mình vậy, đủ thứ để làm cho ham lợi kiểu là đủ thứ và làm độc hại. Từ cái độc hại này tới độc hại khác ở trong cái đất nước miền Nam bây giờ không thể tưởng tượng được. Quý vị coi tin tức mà quý vị coi, mà quý vị thấy những người dân kia họ đưa lên đó. Mà tôi nghĩ hoài, tại sao mà người dân miền Nam, mà có những người tôi coi nhiều cái tôi cũng thắc cười nữa, mà tôi thắc cười nhưng mà tôi tức lắm.
Tại mình người miền Nam có những người đấy cơm no là nhờ có Bác Hồ, cái gì nè, đất nước tiến lên là nhờ Đảng, cơm no có cơm no là Bác Hồ nói, đại khái đại loại giống như vậy đó. Mà quý vị biết cái thằng mà biên cái câu đó rồi ở trong nhà của ông Nhã thì để cái hình thờ cái tên Hồ Chí Minh ở trên đó. Mà quý vị biết cái nhà gì không? Nhà lá, không cửa không đồ hết. Mà quý vị thử 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 coi coi làm sao mà chịu nổi không? Họ cái không biết là cái trí não họ đâu, họ không có nhìn được rõ cái sự thật là cái Đảng Cộng sản là nó lừa bịp người dân. Cái chỗ đó đó mà tôi nghĩ hoài nghĩ không có ra, nó lừa bịp người dân một cách rất là trắng trợn. Qua cái thời đại công nghệ này nó lừa bịp người dân một cách trắng trợn. Mà tại sao người người ta cứ để cho nó lừa, người ta thấy nó lừa vậy mà người ta không có một cái lời nào mà phản biện, mà thôi nói mấy ông già bị nó lừa thôi, nó già thì lú phải không, già thì lú thì đâu có nói gì. Bây giờ mấy người trẻ cũng vậy nè, mấy người trẻ mười mấy 20 gì cũng vậy đó, cũng cứ đi gan ở cái Đảng Cộng sản. Mà trong khi cái Đảng Cộng sản là nó buôn dân bán nước. Mà khi mà mỗi khi mà nói giống như hôm nay tôi ngồi tôi nói cho các bạn ở bên Facebook nghe đó, các bạn đừng có tưởng rằng những cái gì cộng sản nó nói là đúng. Đảng Cộng sản là chuyên môn là nó dốc không à. Từ hồi nào cái bản tính nói dốc là của cộng sản là nó đã có từ hồi nào tới giờ rồi, mà nó không còn mà ai tín nhiệm hết. Thì bây giờ chỉ còn có cái người dân Việt Nam lại tín nhiệm với nó, thì tôi không có hiểu rằng là cái trình độ đó họ hiểu sao. Dạ, kính chào anh Non Nước Hữu Tình, chúc sức khỏe anh và chị nha. Thì quay trở lại với cùng các anh chị mà mình nhìn trở lại đó. Bây giờ cả nước bây giờ nó cướp đất, nó cướp từ nhà thờ, nó cướp từ nhà chùa, nó cướp tới người nhà của người dân. Những mẹ anh hùng, con anh hùng, cái gì tử sĩ, có ông Bắc đó, người ở miền Bắc đó, ổng đeo không biết mấy chục cái mề đai nữa mà nó cũng cướp luôn. Rồi bây giờ ra đường ở thôi chứ làm gì, cái mề đai đâu có làm cái gì nữa đâu. Nhưng mà họ không hiểu quý vị. Rồi bây giờ họ đã nhìn cái tình cảnh mà đất nước, ở trong đất nước mà mình á, mà mấy thằng Tàu bây giờ nó qua đó, nó bàn xếp với mấy thằng Việt Cộng sao, với những cái đất mà bị mấy Việt Cộng ăn cướp của ta, nó bán lại cho Tàu. Mà nghe nói bán giá rẻ nha, chứ không phải mắc nha, nó bán dữ lắm. Tàu á, thay vì nó mua ở bên Tàu hay là bên Hồng Kông, đúng là sao mai sao hôm nói đúng rồi, thì nó lại là mua đất ở bên Việt Nam. Vì nó qua nó mua ùn ùn ào ào á. Thứ nhất là ai ở Nha Trang là thôi rồi, kể như là thua rồi, nó mai mốt về đó là họ không có về được đâu. Tàu bây giờ ở không à, ai chảy ai chú gì đó đầy hết á. Hôm trước không biết có anh nào ở trong trong cái nhóm đó có nói cho tôi biết là bây giờ ở Hòn Trồng gì đó bây giờ là của bà Tàu rồi. Đúng, cái đó là đúng rồi. Tôi có nhận được mấy cái hình, mấy cái video nó mượn cái đất Việt Nam ra để mà nó tạo cái sự mua bán với cái sự phát triển của mấy thằng Tàu. Bây giờ Tàu không, Nha Trang, Đà Nẵng bây giờ quý vị không tưởng tượng được rồi, là đó là cái thành phố mà Tàu nó chiếm đông. Mà người dân bộ không lẽ họ không biết sao? Không lẽ người dân người ta không biết sao? Hay là người dân cần phải nói làm sao người dân mới biết đó là má Tàu? Mà cái chuyện gì Đảng Cộng sản Việt Nam đang đang làm đó? Bởi có nhiều cái nó kỳ khô quá mà mình không không biết được nó mà mình rờ. Nhưng mà chung trở lại đó, miền Nam thì cái không biết nó đè làm sao, nó nén làm sao mình cũng chả biết. Bây giờ miền Nam nó không còn
không còn một 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 cái gì đó, không còn một cái sức phản kháng nào. Tôi thấy giờ không có. Bây giờ quý vị coi đi, những cái cuộc biểu tình hầu giống như là ở ngoài miền Bắc thì có ghê rợn, còn trong miền Nam không có nữa. Trong miền Nam không có nữa. Bây giờ nó làm đủ thứ trò quý vị. Tất cả những cái gì cơ sở, cái gì riêng tư, gì của ai, nhà anh lần anh Quốc Cộng mà anh có cái khu vườn gì đó, mà anh thấy là nhiều người ta để ý, người ta mới mai mốt nó đặt một cái bàn ở đó. Nó nói ai muốn đi vô nhà ông lần anh Quốc Cộng này để thăm vườn á thì phải mua vé. Tôi nói đây là không phải nói đùa đâu, quý vị nên biết có những cái chùa mà nổi tiếng hay là những cái đền thờ gì nổi tiếng ở ngoài miền Bắc đó. Miền Trung cũng vậy nè. Nó bán vé cho người ta phải để đi vô, trời ơi đi vô chùa mà phải mua vé. Để là đi vô chứ không được vô coi đi ra đâu. Một nó để một cái thùng thiệt bự, đã vô chùa mua vé mà mua vé xong xuôi lúc đi ra phải đi ra ngang cái thùng đó. Bỏ vô một chút xíu chứ không bỏ là không được. Không bỏ là nó ra nó la. Quý vị mà quý vị nên biết rằng có những người nói ủa tại sao người ta không có phản đối, hay là tại sao người ta không có phản kháng. Dạ có, người ta phản kháng rất là mạnh. Người ta phản kháng là mình không có biết được đâu. Đó là vài điều tôi xin sáng nay xin chia sẻ cùng các anh chị nha. Tôi xin gửi chúc các anh chị sinh hoạt thật là vui vẻ. Vì hôm nay tôi cũng không có thời giờ nhiều, bây giờ tôi phải đi công chuyện một chút. Tuy nhiên anh chị cứ chia sẻ tự nhiên mà cũng được, đang nằm ở trên cái đường dây để cho các bạn ở bên kia vĩ tuyến họ nghe. Nói vậy là được rồi. Mến chào hết tất cả và chúc các anh chị sinh hoạt là thật là vui vẻ. Xin mến gửi cái ống đủ đủ lại cho anh Lần Anh Quốc Cộng. Dạ, xin gửi mời anh Lần Anh Quốc Cộng.